Hello nhá, kính chào tất cả anh em. Chào tất cả em quay trở lại kênh YouTube của em nhá. Hôm nay em mới tuyển được một chiến binh từ hôm qua. Hôm qua em mang từ Hà Nội về Tuyên Quang, thì hôm nay là về được từ tối hôm qua. Sáng nay mở ra thì bắt đầu là chơi rồi anh em ạ, vừa cho 8 thóc. Anh em thấy không? Ở nhà anh chủ cũ thì anh ấy nuôi không có không gian, đâm ra là con chim nó suốt ngày ở trong nhà, nó không chơi. Nhưng mà em nhìn con chim thì em bảo đảm bảo về nhà em thì 1-2 hôm nó phải nó chơi ngay. Thì tối hôm qua về nơi thì hôm nay là mở đá luôn, vừa cho ăn uống tắm xong thì bắt đầu là trò chơi rồi nha. Cái không gian này thì phải nói là quá đẹp để lên lửa cho một chút chi. Con này thì em lấy về để em đi thi sắp tới vụ này nha anh em nhé. Con chim chơi rất là đẹp. Hoa cải vàng không là bướm bay lượn tung tóe, là con chim nhìn thấy bướm bay lượn này là con chim nó chơi giật ác lắm. Đấy, nhìn bướm này, bướm bay này. Cái thung này nhà em thì rất là rộng, trồng bắt kích anh em. Thank you.
chép vật và khẹt nhiều nên là nó không hót giọng tổng giọng phấn. Con nào càng giọng càng tổng giọng phấn càng hay thì lúc đấy là nó chỉ là hót gọi tổng thôi, nó chưa cao. Và những con đấy đã